Xin chào mọi người đã đến quay trở lại với TNC Channel. Vâng, mọi người có thắc mắc là bộ đội, quân đội, lính, xuất ngũ, ra quân thì về làm gì không? Làm doanh nhân. À, thế thì lính xuất ngũ làm doanh nhân nó như thế nào? Như thế này này, ASUS ExpertBook B5. À, thế anh em có biết là điều gì tuyệt vời hơn một chiếc ASUS ExpertBook B5 không? Đó là hai chiếc ExpertBook B5. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nghía qua hai em laptop có thể nói là quân nhân ra quân về làm kinh tế. Đầu tiên, tại sao mình lại nói là bộ đội ra quân về làm kinh tế? À, bởi vì là thương trường là chiến trường. Ai thì cũng biết cái điều đấy rồi. Nhưng mà chiến trường ở đây không phải là kiểu các ông doanh nhân bắt đầu cầm laptop ra phang nhau, mà đơn giản thôi, đấy là họ bận rộn rất nhiều công việc khác nhau, đi đây đi đó, không có thời gian để chăm sóc cho cái sản phẩm công nghệ. Khác với cả anh em gamer hay là designer hay là những người làm công việc mà cần những sản phẩm như thế này, những thiết bị như thế này để làm cần câu cơm thì bắt buộc chúng ta phải chăm sóc nó, đúng không? Nhưng còn các ông doanh nhân business thì sẽ hơi kiểu đây chỉ là công cụ thôi. Nó chỉ là một công cụ trong rất nhiều những công cụ khác nhau, từ điện thoại, iPad, vân vân và mấy rất nhiều thiết bị khác nhau. Thì đôi khi là chúng ta sẽ hơi quăng quật một chút, cho nên là nó cần sự bền bỉ. Thứ hai nữa, đó là tính mỏng nhẹ cũng như là khả năng cơ động rất cao, và thứ ba là thời lượng pin, và cuối cùng mới là hiệu năng. Thì tất cả những cái yếu tố đó đều được ExpertBook B5 đáp ứng một cách đầy đủ. Chúng ta sẽ đến với từng yếu tố nhé. Đầu tiên là về sự bền bỉ đi. Quân nhân ra quân thì sẽ như thế nào? Đây, tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810H mà không phải là một vài bài test đâu, 23 bài test khác nhau. 23 bài test còn vượt qua được thì dăm ba cái sóng gió trên thương trường đơn giản muỗi. Không chỉ có những cái bài test khắt khe theo chuẩn quân đội MIL-STD 810H đâu, mà chiếc laptop này còn được build to last, tức là được thiết kế để bền bỉ thời gian, với thân máy toàn bộ là bằng kim loại. Chỉ có duy nhất là mặt B chúng ta sẽ có phần khung viền bằng nhựa trên cái màn hình tấm nền IPS LCD, độ phân giải Full HD. Mặt C thì có thêm một chút nhựa nữa, bởi vì chúng ta có cái bàn phím nút nhấn phải bằng nhựa chứ, đúng không? Tiếp đó thì mặt D thì hoàn toàn là kim loại, và mặt A cũng vậy. Đến với thiết kế mặt A thì mọi người sẽ thấy nó rất là đơn giản thôi. Kim loại, logo ASUS ở giữa, và cái logo ExpertBook rất nhỏ nhắn xinh xắn ở góc trên bên trái này. Và cái logo này nó hay ở một chỗ là nó có một cái đèn báo hiệu màu cam rất là nhỏ thôi, và nó sẽ tự động, cái đèn đấy nó sẽ tự động được kích hoạt khi mà chúng ta đang trong cuộc họp. Tức là mọi người có thể đàm thoại online bằng chiếc laptop này thì ngay lập tức là cái đèn này nó sẽ sáng đỏ lên. Để làm gì? Để báo hiệu một cách tinh tế cho người đối diện biết là tôi đang bận, tôi đang họp với đối tác, đừng làm phiền. Rất đơn giản, nhỏ nhưng mà tinh tế, đúng không ạ? Mặt B thì như mình đã nói, tấm nền IPS LCD độ phân giải Full HD, có hai phiên bản, đó là có cảm ứng và không có cảm ứng. Thì phiên bản mà mình đang cầm trên tay cho mọi người xem đây là phiên bản 14 inch và không có cảm ứng. Dĩ nhiên là chúng ta có thể lựa chọn phiên bản 14 inch có cảm ứng, có option mà, hoàn toàn có thể chọn được. Viền thì nó sẽ hơi dày một chút ở cạnh trên và cạnh dưới, bởi vì trên này có webcam, IR camera có thể tương thích với Windows Hello, giúp mở khóa nhanh cũng như là tăng cái tính bảo mật bằng một cái nút gạt vật lý để che cam. Mặt C thì chúng ta sẽ có bàn phím. Bàn phím này thì sẽ mang lại cảm giác gõ khá thoải mái khi mà khoảng cách giữa các phím rất là rộng. Bên cạnh đó thì nó sẽ hơi lõm nhẹ ở trên bề mặt phím, tạo ra cảm giác ergonomic rất là tốt. Và cái điểm gọi là mấu chốt ở trên cái bàn phím này ấy, là thứ nhất, chúng ta không có nút nguồn ở trên cái mặt C này, sẽ giúp cho hạn chế cái việc ấn nhầm nút nguồn đó. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có phím 1, 2, 3, 4 được làm tách biệt, khác hẳn những phím còn lại. Để làm gì? Để chúng ta sẽ có những cái tính năng, đó là kích hoạt nhanh những phần mềm mà gán cho từng cái phím này. Ví dụ như là mọi người hay check mail chẳng hạn, thì có thể gán cái ứng dụng check mail vào số 1, hay duyệt web, gán web vào số 2. Đó, chỉ cần thao tác 1, 2, 3, 4 là chúng ta có thể kích hoạt những phần mềm đó cực kỳ nhanh, rất tiện lợi và nhanh chóng cho doanh nghiệp. Cái điểm thứ ba ở cái bàn phím này, chính xác là ở cái mặt C này mà mình thích, đó chính là cái trackpad. Trackpad rộng hơn về chiều ngang. Tại sao? Khi mà chúng ta vuốt ngang này, mọi người thấy cổ tay chúng ta có thể xoay rất là rộng, đúng không? Cho nên chúng ta có thể vuốt ngang rất là nhiều. Nhưng mà vuốt dọc thì sao? Chúng ta ngón tay chúng ta chỉ có thể co được như thế này thôi. Thì cái thiết kế trackpad dài ngang này nó cũng sẽ phù hợp hơn với cả cái cơ thể của con người. nó sẽ vuốt được thoải mái hơn, cảm giác thoáng hơn rất là nhiều. Nhưng mà chưa hết, cái hay nhất của trackpad này đó chính là number pad. Có thể là một chiếc laptop 14 inch hay là thậm chí 13 inch như phiên bản ở đây, nó sẽ là quá nhỏ để có thể tích hợp được một cái bàn phím full size với đầy đủ cả 5 pad. Thì đây, Asus đã cho 5 pad vào cái phần trackpad này luôn. Number pad này thì nó sẽ là cảm ứng, và ngay kể cả khi mà number pad được kích hoạt thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cảm ứng để di chuyển chuột như bình thường. Còn lúc nào chúng ta muốn đếm số chẳng hạn, muốn gõ số chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần chạm đó, chỉ cần chạm như bình thường, không vấn đề gì cả, còn lại vẫn di chuột được bình thường, rất hay. Mặt D thì đây không phải là một chiếc laptop hiệu năng cao cho nên là cái khả năng tản nhiệt của nó cũng không được quá chú trọng. Ở bên trong phiên bản này thì mình đang có con CPU là 1235U đó, Core i5, và phiên bản mà 13 inch nhỏ hơn đây thì mình lại có con CPU là 1260P đó. Về dung lượng RAM, hiệu năng giữa cả hai phiên bản này thì đều là 16GB RAM được gắn sẵn bên trong, cũng như là ổ cứng thì là 1TB. Tuy nhiên ý, thì cái hay của những chiếc laptop này là nó có khả năng nâng cấp. Vâng, mỏng nhẹ, nhẹ chỉ khoảng 1,2 cân thôi, 1,2 cân, mỏng. Em này thì là dày khoảng 1,76cm, 17,6mm, 17,9mm, còn em này thì là 16,9mm, 69. Rất mỏng luôn ạ, nhưng vẫn có khả năng nâng cấp với một slot để anh em gắn thêm RAM, và nó có thể gắn tới tối đa là 40GB RAM. À, không phải gắn tối đa mà là cái dung lượng tổng RAM tối đa ở trong chiếc laptop này có thể lên tới là 40GB. Bên cạnh đó nhá, chúng ta sẽ có gì nữa? Chúng ta sẽ có khả năng lắp thêm SSD, và ở trong này sẽ có 2 slot SSD M2 chuẩn PCIe Gen 4, RAM thì là RAM DDR5 rồi, SSD là Gen 4, và nó lại còn có khả năng chạy RAID nữa. Đặc biệt là với cái RAID 1 nó rất là quan trọng với doanh nghiệp luôn, bởi vì là nó sẽ đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu. Nếu như mà chẳng may một trong hai cái ổ cứng bị lăn ra chết thì toàn bộ dữ liệu mọi người vẫn được bảo đảm an toàn trong cái ổ cứng còn lại. Đó là một tác dụng rất lớn cho doanh nghiệp. Vậy thì yếu tố thứ hai nữa mà các doanh nhân quan tâm là gì? Đấy là khả năng làm việc cả một ngày dài, đó là thời lượng pin. Thời lượng pin thì cái phiên bản 14 inch này sẽ có thời lượng pin cao nhất là 63Wh, phiên bản cao nhất là 63Wh. Trong đó thì cái phiên bản 13 inch nhỏ hơn này thì lại có dung lượng pin lên tới là 66Wh. Và với hai viên pin này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ít nhất là 11 tiếng, tức là hơn một ngày làm việc. Mọi người có tăng ca thêm vài tiếng thì 8 tiếng, tăng ca thêm 3 tiếng đi, vẫn thoải mái với chiếc laptop này luôn. Ok, thời lượng pin dài thì đã đành, nhưng mà hết pin thì sao? Thì sạc thì lại quá đơn giản luôn. Đây, after sạc cực kỳ nhỏ gọn, chuẩn power delivery với công suất là 65W. Mọi người có thể dùng cái cục adapter này để sạc cho chiếc laptop này qua cổng Thunderbolt 4. Lát nữa chúng ta sẽ nói các cổng kết nối sau. Ngoài ra thì bản thân cái cục này cũng có thể sạc cho những thiết bị khác, ví dụ như là iPad hay là điện thoại mà sử dụng cổng USB Type-C, thậm chí là cả iPhone. Nếu như mà phiên bản iPhone 15 tiếp theo sử dụng cổng Type-C thì sạc được luôn, power delivery mà, ngon. Nhưng mà cái mà mình thấy hay nhất ý, nó là nằm ở đây này, các cổng kết nối. Phiên bản 14 inch của chúng ta thì sẽ có cổng kết nối khá là nhiều, với 2 cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 4 ở đây, và mọi người có thể sạc qua hai cổng này, cổng nào cũng được, tiện cổng nào cắm cổng đấy. Chúng ta vẫn có một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và một cổng USB Type-A. Rất tiếc thì cái cổng Type-A này chỉ là chuẩn 2.0 mà thôi. Sang cạnh phải thì chúng ta sẽ có một khe đọc micro SD, thêm một cổng USB Type-A nữa và nó cũng là chuẩn 2.0, và chúng ta sẽ có thêm một cổng 3.5mm cho mic và tai nghe. Vậy thì mọi người thắc mắc nút nguồn đâu? Nút nguồn ở cạnh phải này luôn, và cái nút nguồn này sẽ được tích hợp cả cảm biến vân tay để chúng ta có thể sử dụng với Windows Hello. Và đó là tổng quan về chiếc laptop này, nhưng mà cái mà mình thấy ấn tượng nữa ấy, đấy là cái tính bảo mật của em nó. Ngoài cái việc là nó có thể bảo mật vật lý bằng cái công tắc gạt che cam vật lý ở đây, bảo mật bằng Windows Hello với cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt, thì chúng ta còn có bảo mật cả cổng USB nữa, khóa ổ cứng và password nữa. Đó là những cái tính năng bảo mật mà các doanh nghiệp rất cần thiết, bởi vì là không có nó thì những dữ liệu nhạy cảm trong cái hoạt động kinh doanh rất dễ bị lọt ra ngoài. Chắc là mấy anh Asus thiết kế laptop là cũng hay xem phim, thấy hacker hay cắm USB vào xong có gõ cái xong dữ liệu bị cóp hết với USB ấy. Cho nên là đã tạo ra tính năng là khóa cổng USB. Tuyệt vời. Ngoài ra thì như mình đã nói là chúng ta sẽ có hai phiên bản màn hình khác nhau, đó là màn hình cảm ứng cũng như là màn hình không cảm ứng. Thì đây, cái phiên bản 13 inch ở bên này thì nó sẽ là cả màn hình cảm ứng nhá. Ngoài ra thì cái phiên bản 13 inch này nó sẽ có sự tương đương rất là lớn với phiên bản này, cho nên mình sẽ không review lại về ngoại hình nữa. Chỉ có điều là chiếc này thì nó sẽ bị giản lược bớt đi cái cổng mạng LAN RJ45 mà thôi. Thay vào đó là một cổng micro HDMI, và dĩ nhiên đi kèm theo hộp của máy sẽ là một cái adapter để chuyển RJ45 sang micro HDMI. Và ngoài ra thì ở ExpertBook B5, cái phiên bản 13 inch này ấy, thì chúng ta sẽ có thêm nút tăng giảm âm lượng ở cạnh bên trái này nữa, giảm bớt cả cổng USB Type-A luôn. Ở bên này thì vẫn như vậy, chúng ta có Type-A, có HDMI, có 3.5mm. Đó, vẫn là hai cổng USB Type-C Thunderbolt 4 ở đây. Rồi, vậy thì hai em ExpertBook B5 này còn điểm gì khác nhau nữa? Đây, điểm này. Rồi, tại sao mà cái nút tăng giảm âm lượng lại phải chuyển sang cạnh bên này? Bởi vì nó có thể sử dụng với dạng máy tính bảng. Còn cái phiên bản B5 14 inch này thì nó thôi đừng cố, 180 độ thôi. Lúc đầu thì mình thấy là cái mở 180 độ này nó khá là thừa thãi, không cần thiết đấy. Nhưng mà khi mà mình hay đứng lên đi lại xong làm việc thì mình thấy mở 180 độ này cũng cần. Bởi vì nếu như mà chỉ mở tối đa như thế này thì lúc nào mình cần nhìn thông tin trên màn hình mình lại phải nâng cái đít nó lên một chút để cái màn hình thẳng mặt mình ấy. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần đơn giản đẩy này thôi. Còn với cái chiếc Flip này ấy, B5 Flip này thì nó quá đơn giản luôn. Mình có thể để nó bất kỳ tư thế nào mà mình muốn. Và thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay, đó chính là hiệu năng. Tại sao vừa nãy mình cũng đã chia sẻ về cấu hình phần cứng rồi, chúng ta biết CPU là gì rồi, nhưng mà thực sự cái con CPU đó nó mạnh như thế nào ấy thì nếu như mọi người chưa biết ý, thì cả hai em laptop này đều được sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 12, và vừa nãy mình còn nói nhầm một chút là 1260p, thật ra nó là 1240p ở phiên bản là 14 inch này, và cái phiên bản này có tên mã là B5302FBA thì nó sẽ sử dụng CPU là Intel Core i5 1235U. Thì chip U thì vẫn là chip tiết kiệm điện rồi, nhưng mà quan trọng nhất là nó mạnh hơn bao nhiêu so với thế hệ Intel 11 trước đó. Thì với chiếc 1235U này ấy, thì nó sẽ mạnh hơn i5 thế hệ 11 tương đương vào khoảng 55%, tức là gần như là mạnh gấp rưỡi đấy, hơn gấp rưỡi một chút đấy. Vậy thì còn phiên bản 14 inch với 1240p này thì sẽ mạnh hơn thế hệ trước bao nhiêu? Nói ra sợ anh em sốc chứ 230% hiệu năng. Có nghĩa là sao? Intel với CPU thế hệ thứ 12 đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu năng rất lớn. Bên cạnh đó, cái cấu trúc sử dụng P-Core và E-Core đã giúp cho tăng cái thời lượng pin của máy lên rất là nhiều, trong khi đó thì vẫn đảm bảo được hiệu năng ở những tác vụ nặng. Và với hai em laptop này thì kể cả là những doanh nghiệp nào cần làm những công việc mà nó hơi nặng một chút, ví dụ như là xử lý ảnh, nói thẳng ra là agency đi làm ảnh trả cho khách đi, thì em nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng rất là tốt. Bên cạnh đó là sửa file PSD, thiết kế 2D như là Illustrator mà không quá nhiều layer, hoặc là Photoshop mà không quá nhiều hiệu ứng, thì nó cũng có thể nói là cân hoàn toàn tốt luôn. Và bên cạnh đó thì CPU Intel thứ 12 còn có lợi ích nữa cơ, nó là mang đến cho chúng ta chuẩn PCIe Gen 4 tích hợp cho SSD, và bên cạnh đó là chúng ta có RAM DDR5 sẽ tăng cái tốc độ của RAM lên rất nhiều, từ đó là tất cả những công việc đa nhiệm chúng ta sẽ được mượt mà hơn, cũng như là ổn định hơn, nhanh chóng hơn. Vâng, và đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với mọi người về hai chiếc laptop mà có thể nói là rất thú vị, ASUS ExpertBook B5 series, trong đó một phiên bản 14 inch, một phiên bản là 13 inch với khả năng bản lề mở 360 độ rất ấn tượng như thế này. Anh em nghĩ sao về hai chiếc laptop này? Rõ ràng là với mức giá của nó ấy, em 13 inch này thì nó rơi vào khoảng 27-28 triệu, em này thì 26-27 triệu gì đấy, thì rõ ràng là nếu như mà để cho làm laptop sinh viên thì cũng gọi là hơi sinh viên cao cấp một chút, nhưng mà còn cho doanh nghiệp thì nó lại rất hoàn hảo luôn. Và mọi người nghĩ sao về những chiếc laptop này? Những anh bộ đội ra quân đi làm kinh tế này như thế nào thì hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.